Sách Thi Thiên, chương 80. Tác giả này xin Chúa cứu dân Ngài khỏi hoạn nạn. Lạy đấng chăn giữ Israel, xin hãy lắng tai nghe. Ngài là đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên. Lạy đấng ngự trên cherubin, xin Ngài chiếu sáng rực rỡ trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasseh. Xin thi thố quyền năng Ngài và đến cứu chúng con. Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa nổi giận về lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào. Chúa đã nuôi họ bằng bánh giọt lệ và cho họ uống nước mắt đầy ly. Chúa làm chúng con thành đề tài tranh cãi cho kẻ lân cận chúng con, và kẻ thù cùng nhau chế giễu chúng con. Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã đem về một cây nho. Ngài đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy. Ngài cày xới đất cho nó. Nó chăm rễ và bò đầy trên đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và cành nó giống như cây bá hương của Đức Chúa Trời. Cành nó vươn ra đến biển, và chồi nó lan rộng đến sông. Vì sao Chúa phá hàng rào nó, để cho kẻ qua người lại hái quả nó? Heo rừng cắn phá nó, và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại, từ trên trời xin nhìn xuống, đoái xem, và thăm viếng cây nho này. Là gốc nho mà tay phải Chúa đã trồng, và là chồi mà Ngài đã ban sức mạnh. Cây nho ấy bị lửa cháy và bị chặt, vì sự quở trách của mặt Chúa, chúng phải hư mất. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay phải Chúa, tức là con người mà Chúa đã ban sức mạnh. Rồi chúng con sẽ không lìa bỏ Chúa nữa. Xin làm cho chúng con được sống lại, thì chúng con sẽ cầu khẩn danh Chúa. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con, làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con, thì chúng con sẽ được cứu. Sách Luca, chương 1. Tiểu dẫn. Thưa Ngài Theophile khả kính, có nhiều người đã cố gắng biên soạn một bản tường thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta, đúng như những người đã từng chứng kiến và phục vụ đạo Chúa từ ban đầu truyền lại cho chúng ta. Vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho Ngài, để Ngài biết những điều mình đã đọc là chắc chắn. Sự Giáng sinh và thời niên thiếu của Đức Chúa Giê-xu. Lời tiên tri về sự ra đời của Giăng Báp-tít. Trong đời Herod, vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ thuộc bang Abija tên là Sa-cha-ri, vợ là Elizabeth, thuộc dòng dõi A-rôn. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. Họ không có con vì Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. Chuyện xảy ra khi Sa-cha-ri theo phiên thứ của bang mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Trong giờ dâng hương, cả đàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa đến với Sa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. Thấy thiên sứ, Sa-cha-ri bối rối, kinh hãi. Nhưng thiên sứ bảo ông: "Này Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giăng. Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ hoan hỷ khi con trẻ ra đời, vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa,
là Đức Chúa Trời của họ. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Sachari thưa với thiên sứ: làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ đáp: ta là Gabriel, hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng này cho ngươi. Nay, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm. Trong lúc ấy, dân chúng đang đợi Sachari, họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ. Lúc đi ra, Sachari không nói được với dân chúng, thì họ mới hiểu rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ vì vẫn còn bị câm. Khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, vợ ông là Elizabeth mang thai và ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng: Chúa đã ban ơn cho tôi. Trong những ngày này, Ngài đoái thương tôi và cất đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người. Thiên sứ báo tin Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Joseph thuộc dòng vua David. Trinh nữ ấy tên là Mary. Thiên sứ đến gặp cô và nói: hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô. Nhưng Mary rất bối rối về những lời này và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ tiếp: hỡi Mary, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn. Mary thưa với thiên sứ: tôi chưa ăn ở với người nam nào, thì làm sao có được điều đó? Thiên sứ đáp: Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ che phủ cô. Cho nên, con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn, mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi, bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa: tôi đây là tớ gái của Chúa, xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời Ngài truyền. Rồi thiên sứ rời khỏi Mary. Mary viếng thăm Elizabeth. Bài ca của Mary. Trong những ngày ấy, Mary đứng dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Juda, vào nhà Sachari và chào Elizabeth. Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh và reo lên rằng: cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước. Do đâu tôi được vinh hạnh này, là mẹ của Chúa đến thăm tôi? Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm. Mary nói: linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Này, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng, làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị và cất nhắc những người khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon,
và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã giúp đỡ Israel đầy tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót của Ngài, như đã phán với tổ phụ chúng ta, với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Mary ở với Elizabeth khoảng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Giăng Baptist ra đời. Bây giờ đến ngày sinh nở, Elizabeth sinh một bé trai. Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều đến chung vui với bà. Đến ngày thứ 8, họ đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên cha. Nhưng người mẹ nói rằng, không, phải đặt tên cháu là Giăng. Họ nói, trong thân tộc của bà không ai có tên đó. Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. Zachary bảo lấy bảng nhỏ và viết, tên nó là Giăng. Mọi người đều ngạc nhiên. Lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi thông thả. Ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. Mọi người nghe đều ghi nhớ trong lòng và nói, con trẻ này về sau sẽ ra thế nào? Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy. Bài ca của Zachary. Zachary, cha đứa trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng, ngợi tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng ta trong nhà David đầy tớ Ngài, một đấng cứu thế đầy quyền năng. Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh phán hứa từ thuở xưa, Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta. Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, như lời Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng ta, rằng khi chúng ta đã được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì, trong sự thánh khiết và công chính trước mặt Ngài trọn đời mình. Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của đấng chí cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Ngài, để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta, để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an. Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Israel. Sách Jeremy, chương 26. Lời khuyên bảo của Jeremy bị khước từ. Khi Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, bắt đầu trị vì, thì có lời phán từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này: con hãy đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, công bố mọi lời ta truyền cho con phải nói với tất cả các thành Giu-đa đã đến thờ phượng trong nhà Đức Giê-hô-va, không được bớt một lời nào. Có thể chúng sẽ nghe con và tất cả sẽ từ bỏ đường lối xấu xa mà trở lại. Bây giờ ta sẽ đổi ý về các tai họa mà ta định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. Vậy, con hãy bảo chúng, Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi không chịu nghe ta, không sống theo luật pháp ta đã đặt trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không nghe lời các đầy tớ ta, là các nhà tiên tri mà ta thường xuyên sai đến với các ngươi, mà các ngươi vốn chẳng chịu nghe, thì ta sẽ xử nhà này như đã xử Silo, và khiến thành này trở nên nguyền rủa giữa mọi nước trên đất. Các thầy tế lễ, các nhà tiên tri và toàn thể dân chúng đều nghe Jeremy công bố những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi Jeremy nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va truyền ông phải công bố cho toàn dân, thì các thầy tế lễ, các nhà tiên tri và toàn thể dân chúng đều túm lấy ông và nói, ngươi chắc sẽ chết.
Tại sao ngươi dám nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng nhà này sẽ trở nên như Silo, thành này sẽ hoang tàn, không dân ở? Bấy giờ, toàn dân vây quanh Giê-rê-mi trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi nghe tin ấy, các thủ lĩnh Giu-đa rời cung vua, lên nhà Đức Giê-hô-va. Họ ngồi tại lối vào cổng mới của nhà Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, các thầy tế lễ và các nhà tiên tri nói với các thủ lĩnh và toàn dân rằng: người này đáng chết vì đã nói tiên tri chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe. Nhưng Giê-rê-mi trả lời các thủ lĩnh và toàn dân rằng: chính Đức Giê-hô-va đã sai tôi nói tất cả các lời tiên tri về nhà này và thành này như các ông vừa nghe. Bây giờ, các ông hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình đi. Hãy vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông, thì Đức Giê-hô-va sẽ đổi ý về các tai họa mà Ngài đã cảnh báo các ông. Còn tôi, này, tôi đang ở trong tay các ông cứ xử tôi theo điều các ông cho là phải và đáng làm. Dù vậy, các ông phải biết chắc rằng nếu giết tôi, thì các ông, thành này và dân cư trong thành sẽ gánh lấy huyết vô tội. Vì Đức Giê-hô-va thật sự đã sai tôi đến để công bố mọi lời này vào tai các ông. Các thủ lĩnh và toàn thể dân chúng nói với các thầy tế lễ và các nhà tiên tri rằng: người này không đáng chết vì ông ấy nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói với chúng ta. Một vài trưởng lão trong xứ đứng dậy nói với cả hội chúng: Mi-chê ở Mô-rê-sết, nhà tiên tri dưới thời Ê-xê-chia vua Giu-đa, đã nói với toàn dân Giu-đa rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ thành đống đổ nát hoang tàn, núi của đền thờ sẽ trở nên những gò nõng rậm rạp. Nhưng Ê-xê-chia vua Giu-đa và cả Giu-đa có tử hình ông ấy không? Chẳng phải vua đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ơn Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va đã đổi ý không giáng tai họa mà Ngài đã báo trước cho họ sao? Còn nay chúng ta lại muốn rước tai họa khủng khiếp vào mình. Có một người khác cũng đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri, đó là U-ri, con trai Sê-ma-gia ở Kiriat Jearim. Ông cũng nói tiên tri chống lại thành và đất này, giống hệt những gì Giê-rê-mi đã nói. Nhưng khi vua Giê-hô-gia-kim cùng tất cả các dũng sĩ và các thủ lĩnh của vua nghe U-ri nói, thì vua tìm cách giết ông ấy. Nghe tin này, U-ri sợ và chạy trốn sang Ai Cập. Vua Giê-hô-gia-kim liền sai En-na-than, con trai Ạc-bồ, và một số người khác qua Ai Cập, đem U-ri ra khỏi Ai Cập và giải về cho Giê-hô-gia-kim. Vua ra lệnh giết ông ấy bằng gươm và ném xác vào nghĩa trang thường dân. Nhưng Ahikam, con trai Sa-phan, bên vực Giê-rê-mi, không để ông chết về tay dân chúng.